Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 24 tháng 5. Nhà sản xuất xin lỗi vì sai sót của Trấn Thành tại Người Ấy Là Ai. Nguồn tin từ báo Dân Trí chia sẻ của Trấn Thành trong tập 1 của chương trình Người Ấy Là Ai bị cho là sai kiến thức khi nói về quá trình chuyển giới từ nữ sang nam của thí sinh. Trong tập 1 chương trình Người Ấy Là Ai, MC Trấn Thành và ekip gây tranh cãi khi đưa thông tin sai lệch quan điểm quá trình chuyển giới thí sinh. Cụ thể thì khi giới thiệu về Nibat, thí sinh chuyển giới từ nữ sang nam đến từ Thái Lan, Trấn Thành đã chỉ vào cánh tay có vết sẹo của Nibat và nói anh ấy từng là một phụ nữ. Cái tay này, người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hóc môn và mọi thứ vào để chuyển giới. Phụ để giới thiệu về thí sinh, chương trình cũng ghi bác sĩ mở mạch máu dưới cánh tay để đưa hóc môn vào cơ thể. Thông tin chia sẻ từ Trấn Thành vào chương trình được cho là không chính xác khi nói về quá trình chuyển giới. Việc tiêm hóc môn nam, cụ thể là testosterone nam và mạch máu là chống chỉ định bởi có thể gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Chia sẻ về phóng viên Dân Trí sáng ngày 24 tháng 5, đại diện nhà sản xuất chương trình Người Ấy Là Ai là đã thừa nhận đưa thông tin sai sót về nhân vật chuyển giới trong tập 1. Do sơ suất trong khâu biên tập, chi tiết nhân vật Nibat nói về nguồn gốc vết sẹo trên cánh tay chưa được truyền tải đúng nội dung nhân vật chia sẻ, chúng tôi chân thành cáo lỗi Nibat cũng với quý giả, ekip nói. Đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết, ngay khi sự việc gây tranh cãi, ekip đã cắt bỏ đoạn thông tin sai lệch trên để tránh việc người xem cập nhật thông tin chưa chính xác. Riêng Trấn Thành chưa có phản hồi chính thức về sai sót này của mình. Và đó là thông tin ngày 24 tháng 5. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký vào chung. Tạm biệt.